Có thể thấy là thành phố Hồ Chí Minh đang dần lấy lại được sức sống sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Một dự án đang triển khai tại đây cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt của một số khu vực trong thành phố, đó là vẽ tranh graffiti khổng lồ tại các chung cư cũ. Cảm giác ban đầu đó là giống như một cái thử thách, thì nó là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhưng mà nó sẽ là một cái trải nghiệm mà với bất cứ người nghệ sĩ nào, những người vẽ thì nên được trải qua. Đối với mình, đây là một cái dự án đầu tiên mà mình được thể hiện một tác phẩm rất là to cùng với những chiếc xe nâng rất là cao như vậy. Theo mình nghĩ thì đây là một cái góc nhìn mới về cái nghệ thuật đường phố. 5 nghệ sĩ với 5 tác phẩm được thực hiện liên tục trong 14 ngày. Với sự hỗ trợ của những chiếc xe cầu, các bức tường có độ cao tới 20m ở các chung cư cũ tại thành phố Hồ Chí Minh được khoác lên mình tấm áo mới là các bức vẽ với nhiều chủ đề khác nhau như trẻ em, thiên nhiên, môi trường. Những bức tường sẽ ở đây rất là lâu, cho nên cái việc mà cái nội dung của nó rất là quan trọng. Cũng giống như là tạo cái sự liên kết giữa những người vẽ và người dân sinh sống xung quanh đây. Thì khi mà mình làm hết được những cái công đoạn đó thì cái bức vẽ của mình nó sẽ thoải mái rất là nhiều. Vẽ tranh trên các bức tường chung cư cũ cũng là chương trình đầu tiên thuộc dự án Saigon Urban Arts. Dự án nhằm mang nghệ thuật đường phố tới gần hơn với công chúng, giúp mọi người hiểu rõ những giá trị mà bộ môn nghệ thuật đường phố có thể mang lại. Khi lựa chọn địa điểm để tổ chức dự án này, chúng tôi hướng đến những địa điểm để càng nhiều người dân có thể tiếp cận với nghệ thuật đường phố càng tốt. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ có thể lựa chọn những khu vực tường phù hợp, triển khai xe cầu trong giai đoạn chuẩn bị. Chúng tôi cũng đã xử lý lại bề mặt tường trước khi khoác lên cho chúng một tấm áo mới. Sau 5 tác phẩm đầu tiên này, nếu dự án tiếp tục được ủng hộ, ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới. Việc vẽ những bức tranh không chỉ làm tươi mới không gian ở các chung cư cũ, thay đổi bộ mặt đô thị mà còn là một hoạt động như là một liều thuốc tinh thần dành cho người dân thành phố để họ cảm nhận trở lại không khí của thành phố sôi động nhất cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi Chuyển động 24 giờ chiều nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.